kính chào quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh tại sân vận động Hòa Xuân. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Quảng Nam và đội khách Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai của giải bóng đá vô địch quốc gia Thai World năm 2023 và năm 2024. Đội trọng tài điều khiển chính ở trong trận đấu ngày hôm nay, trọng tài bắt chính đó là ông Đỗ Anh Đức. Các trợ lý đội chủ nhà ở trong trận đấu ngày hôm nay đứng trong thành là thủ môn Nguyễn Văn Công, số 7 Đinh Bắc, số 10 Mạnh Ngọc Hà, số 14 Jago, số 16 Bắc Đức Việt Anh, số 25 Lê Xuân Tú, số 28 2-0 trước Khánh Hòa. Và đây là đội hình ra quân của họ trong ngày thi đấu hôm nay. Đứng trong khung thành là thủ môn số Đứng trong thành là thủ môn số 98 Patrick Lê Giang. Và như vậy là hiệp đấu thứ nhất đã bắt đầu. Các cầu thủ bên phía đội chủ nhà với trang phục màu xanh, như vậy là đội chủ nhà với trang phục màu vàng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái. Mới nhỏ quý vị và các bạn, đánh đầu không được, bóng tìm đến vị trí của trung vệ Stephen. Đó là pha đá phạt của Mạnh Ngọc Hà đến đúng vị trí của trung vệ bên phía đội chủ nhà. Trung vệ có chiều cao 1m98. Đánh đầu, đó là pha băng vào của Hoàng Vũ Samson. Có vẻ như trọng tài Đỗ Anh Đức đã chỉ tay vào chấm 11m. Và chúng ta cần xem lại pha quay chậm. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Đúng là như vậy. Bóng đã chạm tay. Bóng đã chạm tay Lucas. Paulo. 1-0 dành cho các cầu thủ Quảng Nam. Nhẹ nhàng, tinh tế và hiểm hóc trong pha đá phạt trên chấm 11m vừa rồi. 1-0 dành cho các cầu thủ Quảng Nam. Ở một giải trước, Paulo còn thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa. Tình huống đá phạt nhảy chân sáo rất nhẹ nhàng của Paulo Conrado. Một tình huống đánh lừa được thủ môn Patrick Lê Giang. Vẫn là các cầu thủ Thành phố dứt điểm, không vào. Một thoáng sơ sẩy của các thủ phòng ngự bên phía Quảng Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống nhận đường truyền từ pha ném biên, sau đó dứt điểm rất nhanh của Sektimai. Trong tình huống này thì các trung vệ bên phía Quảng Nam đã theo không sát đối với tiền đạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đường truyền vào. Paulo, vẫn là Paulo. Đường truyền thuận lợi, không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Quảng Nam. Họ đang chủ động chơi phòng ngự với 5 cầu thủ rất nhanh. Tình huống dứt điểm không được. Đó là pha vẩy má ngoài không thành công vừa rồi là của Bùi Ngọc Long. Chúng ta cùng xem lại pha bứt tốc rất nhanh của Bùi Ngọc Long đã vượt qua cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Về mặt phong độ thì các cầu thủ Quảng Nam vào thời điểm hiện tại họ đang tốt hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Ngọc Long rất nhanh, vẫn là Bùi Ngọc Long. Trọng tài Đỗ Anh Đức đã quyết định rất nhanh và chỉ tay vào chấm 11m. Và một tấm thẻ vàng được rút ra dành cho Mạnh Ngọc Hà. Trong pha bóng vừa rồi, Bùi Ngọc Long đã vượt qua 3 cầu thủ bên phía Quảng Nam. Và đây sẽ là bàn thắng đầu tiên chăng? Không vào! Như vậy là có bàn thắng quân bình tỷ số. Hai pha dứt điểm, lúc đó thì Enstepon mới có bàn thắng. Trước đó là một tình huống cản phá tốt của thủ môn Văn Công. Bóng bật ra. Và sau đó tiền đạo bên phía Thành phố Hồ Chí Minh vào đá bôi. 1-0. Nhịp đá đầu tiên đã bị bắt bài. Nhưng đến nhịp đá thứ hai thì thủ môn Văn Công không thể cản phá được.
quả đá thẳng luôn. Đúng là như vậy, khá nguy hiểm. Bóng đi chạch khung thành. Chúng ta cùng xem lại pha đá phạt. Pha đá phạt kiểu Cristiano Ronaldo. Nhưng đội chủ nhà vẫn đang chủ động chơi phòng ngự phản công. Đánh đâu. Phải mất 3 nhịp thì thủ môn Patrick Cơ Giàng mới bắt được trái bóng. Đỉnh bắn rất nguy hiểm, bóng đi sát xa ngang. Zago đường chuyền, đây là cơ hội không vào. Tại sao không ngược ra tuyến hai cho Hoàng Vũ Samson? Rất khó chịu. Một tình huống đá thẳng, trọng tài đã thổi phạt đối với Hoàng Vũ Samson. Một tình huống đá phạt, và đá phạt khó chịu của trung phong. Hoàng Vũ Samson chuyển hướng tấn công rất tốt. Zago đột phá, chắc chắn là đột phá. Zago ngược ra một chút nữa sẽ thuận lợi hơn. Trong pha bóng vừa rồi thì thủ môn Patrick Lê Giang cũng đã bắt bài. Đây là pha đi bóng cực kỳ tốt của Zago, nhưng chất lượng đường truyền cuối cùng thì không đến được vị trí của Hoàng Vũ Samson. Dứt điểm không vào. Pha bắt vô lê rất nhanh của Paulo Conrado, tân binh của Quảng Nam ở mùa giải năm nay. Pha chớp thời cơ rất nhanh của tiền đạo bên phía Quảng Nam. Sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Quảng Nam. Đánh đầu. Một tình huống đánh đầu khá hay, nhưng nó đi đúng vào vị trí của thủ môn Patrick Lê Giang. Vừa rồi là tình huống đánh đầu của Việt Anh. Rồi thì Sầm Hồng Đức đã bị đau. Có kịp không? Tốc độ rất nhanh của Sạch Tim Ái. Không vào. Chúng ta thấy Ngọc Long nguy hiểm như thế nào với những pha bứt tốc độ. Đó là một pha chuyền bóng vào má ngoài rất tốt của Văn Kiên. Không phải, đó là tình huống phá bóng của Mạnh Ngọc Hà thì đúng hơn. Nhưng rất may là thủ môn Văn Công đã đúng vị trí. Chu Văn Kiên không có tình huống việt vị. Entepon ngược ra tuyến hai, đây là cơ hội. Vẫn còn. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm của Ngô Tùng Quốc, bóng đá đi chạch cột dọc trong gang tấc. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi nổi. Đình Bắc khá hay. Văn Trang dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Văn Trạng, bóng đi chạy khung thành. Khi mà cả hai đội bóng đều chơi tấn công. Hoàng Vũ Samson quá hay, Mạnh Ngọc Hà dứt điểm từ xa. Quá tuyệt vời. Và trong tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy thủ môn Patrick Lê Giang cũng đã bay người hết cơ để cản phá. Tình huống chuyền bóng rất thoáng của Hoàng Vũ Samson. Và sút xa của Mạnh Ngọc Hà cứ đi khoảng 35 mét, bóng đi cực kỳ khó chịu. Vẫn là Zago. Pha đột phá của Zago quá hay. Văn Trạng, vẫn là Văn Trạng. Đình Bắc dứt điểm không vào. Đó là pha xử lý sở trường của hạng nhất mà Đình Bắc luôn luôn tạo ra phía khung thành của đối thủ. Và bây giờ tại V-League, anh đã có một pha xử lý hay nhưng không thể chiến thắng được cột dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống trước đó là rất cố gắng của Văn Trạng, đẩy bóng 1-2 nhịp sau đó dứt điểm. Đánh đâu không vào. Vâng, cho đến thời điểm này thì trọng tài Đỗ Anh Đức đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cả đội leo hòa nhau với tỷ số là 1-1, đều được ghi trên chấm 11m ở trong hiệp 1. Bàn thắng mở tỷ số của Quảng Nam do công của Paulo Conrado. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.